Số mấy Trung? Số 3. Số 3. Xin mời số 3. Nghề nghiệp đó là múa lửa. Múa lửa. Hãy cùng gặp lại những vị khách mời của chúng ta. Xin mời. Chúng ta còn 1, 2, 4 và 5. Lựa chọn của bạn sẽ là gì? À, số 4 là múa lửa không được rồi nè. Số 2 thì múa lửa thì nó sẽ bị cận mà không nằm múa lửa được. Buka, em nghĩ là ai Buka? 2, 3. Số 5 đó là chàng vũ công múa lửa. Tại vì sao? Tại vì thân hình của anh ấy rất hợp với múa lửa. Trong trái tim sâu thẳm của Lâm là Lâm chọn số 5. Chắc chưa? Chắc. Chắc đúng không? Dạ. Bạn đặt ngôi sao may mắn cho vòng này chứ? Vòng này múa lửa số 5. Số 5. Bấm chuông. Đặt ngôi sao, đặt ngôi sao. Đặt ngôi sao may mắn. Đặt ngôi sao may mắn luôn. Xong. Tất cả mọi thứ dùng số 5. Chúng tôi sẽ chốt đáp án công việc múa lửa cho khách mời số 5 và người chơi đặt ngôi sao may mắn. Hãy cùng xem. Trước hết là kết quả đúng hay sai. Đúng chuyên môn của một người đã từng làm công việc này. Tôi nghĩ là hôm nay cận kề Tết nên có vẻ như là suôn sẻ. Ừ, mọi người có vẻ lì xì Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Rất là nhiều đấy. Thôi thì hôm nay là ngày của em. Dạ. Hình như lần nào em gặp anh em cũng may sao á. Thôi em tới. Cũng đúng thôi. Em thách anh hơn hồn tới cuối không? Đầm ấm yên vui luôn. Sớm dậy hạnh phúc. Yeah. Hãy cùng xem số tiền thưởng là bao nhiêu. 25 triệu xỉu. Mười triệu. Cũng được, cũng không được. Sao cả. Như vậy là bạn sẽ có 10 × 2 = 20 + 6 = tổng 26 triệu tiền thưởng. Yeah, mười cao. Lê Dương Bảo Lâm, anh hay lắm luôn á. Anh bắt là 1, 5, 10, một lát sẽ là 15 và cuối cùng là 25. Trời ơi, kì hay vậy tự chưa? Luôn. Tự lên kìa. Xuân sẻ luôn. Xuân sẻ luôn. Nào, bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách số 5. Xin mời bạn. Em vào nghề và làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tính theo nghề múa lửa khoảng 10 năm rồi ạ. 10 năm. Lúc trước thì em hỗ trợ cho nghệ sĩ Mỹ Kim cũng làm múa lửa. Sau này thì hai anh em kết hợp để cho khán giả ở Việt Nam chúng ta có những màn múa lửa lạ. Thực ra mà nói thì cái công việc múa lửa ở Việt Nam không có nhiều người, bởi vì nó cũng đòi hỏi những kỹ năng khá là khác biệt. Yeah. Và bên cạnh những cái mọi người nhìn thấy các bạn rất là hoành tráng, rất là đặc biệt trên sân khấu, thì tôi tin là nghề nào cũng vậy, luôn có cái góc khuất ở phía sau, có những sự khó khăn và vất vả. Và bạn có thể chia sẻ một chút cái khó khăn mà bạn gặp trong công việc này không? Dạ, đối với cái nghề múa lửa, khó khăn em nghĩ ở đây cái người hiểu nhất là anh Lâm ạ. Khi mà mình biểu diễn lửa thì sợ nhất là gió. Khi mà có gió là không bao giờ biểu diễn được. Và cái đáng sợ nhất trong nghề này là gì? Dạ bị bỏng mà. Là bị bỏng. Không, em nghĩ bỏng một cái cổ họng á. Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Còn sau cái hiện tại là bỏng là cái mình phải lãnh trước tiên. Còn cái cổ họng mình là cái bệnh hậu sau này. Bệnh hậu sau này. Chắc chắn là những người nghệ sĩ múa lửa sẽ bị. Thường thường á, dù nếu như mà nữ bây giờ ít phun xăng, nhưng mà nam nếu mà biểu diễn mà muốn đẹp những event lớn là phải phun xăng cho hiệu ứng nó đẹp. Yeah. Và khi mà phun dầu hôi phun xăng thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó vô cổ họng nó thấm từ từ. Và Lâm nghĩ cái phỏng nó cũng bình thường thôi, bởi vì mình quá chuyên nghiệp rồi, mình có thể kiểm tra được cái mình có thể điều khiển được ngọn lửa, cho nên phỏng rất là ít bị. Chỉ sợ là cái sợ cái cổ họng thôi. Với cái trình độ của Tuấn lại Mỹ Kim bây giờ là cái trận độ phỏng rất là hiếm hoi. Cũng phải có anh, tại vì nói chung tai nạn nghề nghiệp mình không tránh khỏi được. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của vị khách số 5. Oh
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'ma show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise to success. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu hai nghệ sĩ múa lửa, hai trong số những người xuất sắc nhất Việt Nam, đó chính là Minh Tuấn và Mỹ Kim. Xin cảm ơn các bạn đến phần trình diễn vừa rồi, thật tuyệt vời. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Và chúng ta sẽ cùng đến với gói tiền thưởng mà Bảo Lâm lựa chọn 1 hoặc 4. Số 1. Bây giờ sẽ còn nhạc cổ điển, nút vàng YouTube và cứu hộ cho mèo. Trung, cứu hộ cho mèo. Buka, nút vàng YouTube. Ca sĩ nhạc cổ điển. Ca sĩ nhạc cổ điển. Anh kỳ quá à. Anh đứng kia em là em nữa. Hãy cùng gặp gỡ với ba vị khách cuối cùng của chúng ta. Xin mời. Chúng ta còn số 1, số 2 và số 4. Với những gì đã diễn ra, tôi tin Bảo Lâm sẽ lựa chọn số 2 là ca sĩ nhạc cổ điển, đúng không? Anh nói cái gì? Anh nói gì? Em còn biết nói cái gì nữa đâu anh. Thì anh đoán như vậy thôi. Anh đoán đúng không rồi đó? Anh đoán đúng à? Đúng rồi. Vậy thì em giải thích một chút đi, tại sao em lựa chọn số 2? Tại vì ban đầu em vừa mở miệng lên là em nghe cái giọng của anh nó rất là nội lực. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thái Hòa. Đúng rồi, nó rất là nội lực, mà nghe là chỉ có dân trong nghệ thuật mới có thể nói được những cái lời như vậy. Dạ. Yeah. Đúng không em? Rất đúng. Hồi nãy em nghe giọng là chị số 4, chị giọng chị thước tha, chị nó nhỏ lắm. Chắc chắn là làm công việc gì nó nhẹ nhàng hơn. Còn đối với cái nội lực mà để hát nhạc cổ điển ca số 2, ngoại hình, mắt kiến, mái tóc, bộ đồ, bóc dáng thích, dốc dáng, nói chung chạy đâu cho thoát. Số 2 ơi. Như vậy là chốt số 2 đúng không? Chốt số 2. Ban bình luận thấy sao? Thôi, em rất hợp lý luôn. Với cái vẻ trầm buồn đó thì chị hát nhạc cổ điển à. Cổ điển 2, 3. Này, em mà hát thế tự nhiên là có một số chị ở đây lại tưởng có cứu hộ chó mèo. Rồi, nói gì nữa. Số 2, hiện nguyên hình. Bấm chuông. C. Bây giờ sẽ là kết quả. Chính xác. Còn nói gì nữa. Chúng ta sẽ cùng xem gói tiền thưởng số 1 25 là bao nhiêu. Say. Xin mời. Mười lăm triệu. Wow. Rõ ràng mình đi từ thấp tới cao. Ủa gì kì vậy? Theo thứ tự luôn. Như vậy là tổng tiền thưởng lúc này mà Lê Dương Bảo Lâm đang có là 41 triệu. Trời ơi,
Một số tiền tôi nghĩ là không hề nhỏ chút nào. Và tôi sẽ hỏi chuyện một chút vị khách số 2. Bạn hãy giới thiệu về mình một lần nữa cũng như công việc của mình và nơi bạn đang công tác. Xin chào tất cả mọi người, thì mình tên là Thái Hòa. Hiện tại mình là một ca sĩ hát nhạc cổ điển. Bạn đã học và theo cái công việc này được bao lâu rồi? Mình đã học nhạc cổ điển, chính xác là mình thích nhạc cổ điển từ lâu lắm rồi. Thật ra đã gặp anh Trung ở một lần vào năm 2014 ở ngoài Hà Nội trong một cuộc thi về sinh viên. Hiện tại mình đang sinh hoạt ở nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn, Sài Gòn Classical. Cũng như tham gia nhóm hợp xướng ở nhà hát lớn thành phố. Và bên cạnh đó thì có những hoạt động tự do về ca hát. Thật ra trước đó là hồi mà em gặp anh ở năm 2014 là lúc đó em còn đang là sinh viên Bách Khoa. Em học Bách Khoa? Khoa điện tử. Và sau đó tốt nghiệp trường Bách Khoa rồi thì thấy mình đam mê về âm nhạc nhiều hơn nên quyết định là chuyển hướng. Vỗ tay. Giỏi quá. Bạn sẽ là người kỹ sư hát hay nhất Việt Nam. Và tôi rất là muốn để xem sau 5 năm không gặp nhau và bạn đã tốt nghiệp của một trường nghệ thuật chuyên nghiệp như là nhạc viện thì cái năng lực và cái giọng hát của bạn sẽ như thế nào? Bạn có sẵn sàng biểu diễn không ạ? Vâng, rất sẵn sàng. Một tràng pháo tay. Chương trình nhìn sang bên ban bình luận tôi lại thấy có cảm giác như là có một chuyến xe về quê hương. Em đang đóng đất á. Đấy, đấy, một chuyến xe như là một chuyến xe đó. Và cái đào nó rung rung đó. Quá trời. Thế mới thấy là năng lượng của ban bình luận hôm nay phải nói là rất mạnh. Dồi dào. Được cộng hưởng thêm Lê Dương Bảo Lâm nữa.
làm cho các bạn ấy lần đầu tiên đến lúc này đúng từ đầu đến cuối cùng với cả người chơi. Còn hai người mà anh. Anh em nhà người ta. Hãy cùng xem liệu họ